ngồi gấp từng hạt thanh long, dân mạng tưởng rảnh rỗi sinh nông nổi, hóa ra là tác phẩm nghệ thuật. Mới đây, một cô gái đã tiếp nối theo trend thanh long trên mạng xã hội nhưng với phong cách hoàn toàn mới. Thay vì lấy thanh long làm thành một món ăn đặc sắc, thì cô gái lại ngồi vào bàn gỡ từng hạt thanh long ra rồi để sang một tờ giấy. Ban đầu nhiều người cứ nghĩ rằng cô gái rảnh rỗi sinh nông nổi, vừa gấp từng hạt thanh long vừa đếm cho qua ngày đoạn tháng. Cho đến khi mọi người nhận thấy cô gái gấp hạt thanh long ra rồi để vào tờ giấy một cách có trật tự, có sắp xếp và dần dần lộ ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sau 3 buổi livestream trực tiếp, hơn 10 giờ đồng hồ ngồi lại việc miệt mài, cô gái đã khiến cho nhiều người phải trầm trồ thán phục khi nhìn thấy tuyệt tác về bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm không chỉ đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật mà xen lẫn trong đó còn có niềm kính yêu và niềm tự hào khi là người con đất Việt của cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại: chắc chắn là em đã phải dành một tình yêu rất lớn và rất đặc biệt để hoàn thiện được bức tranh này. Lần đầu tiên hạt thanh long có trong bức tranh, mà còn là bức tranh về chân dung Bác Hồ mới độc lạ chứ. Cái này được một bức tranh đẹp lại còn được ăn thanh long không hạt, một công hai chuyện luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.